Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình học Photoshop online của kỹ sư Dương Trung Hiếu. Thưa các bạn, trong cái tuần lễ vừa qua, tôi đã hướng dẫn các bạn một số các bài về xử lý ảnh với camera RAW 8.1. Nhưng gần hơn một tuần lễ, nhận được thông tin phản hồi từ các bạn là có nhiều vị chưa cài được Photoshop CC vào trong máy tính. Thì hôm nay, cái bài đầu tiên của loạt bài Photoshop CC, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà cài đặt một phiên bản Photoshop CC vào trong máy như thế nào cho hiệu quả và đúng cách. Thưa các bạn, trước khi cài đặt Photoshop CC thì các bạn nên download toàn bộ cái sụt của tôi đã đưa các bạn trên clock về trên máy tính. Thì sau khi giải nén xong đó, các bạn sẽ được cái thư mục là Adobe CC, trong đây có những cái file như thế này. Sau khi có được cái sụt giải nén rồi thì các bạn sẽ vào trong Internet, bạn sẽ truy cập Internet. Bạn sẽ vào trong cái trang web là adobe.com. Rồi bạn vô cho mục là sign in. Rồi bạn sẽ đăng ký một cái tài khoản là Adobe ID. Trong trường hợp này đó, nếu các bạn chưa có tài khoản thì bạn sẽ nhấn vào chỗ là don't have an Adobe ID. Đó, thì sau đó bạn mới điền vào cái email. Email của bạn là Gmail hoặc là Yahoo vân vân. Rồi tên, first name, last name là tên, là họ nè, rồi password của bạn, rồi cái đất nước là dù bạn ở Việt Nam, chọn Việt Nam, ở Mỹ thì chọn là Mỹ. Rồi sau bạn đánh dấu vào đây, bạn nhấn create thì nó sẽ có một cái tài khoản Adobe. Còn như trường hợp tôi đã có rồi đó thì tôi sẽ không cần phải làm như vậy, tôi sẽ đăng nhập vào đây thôi. Như các bạn xem nè ha, tôi đăng nhập vào đây là nghệ sĩ nhiếp ảnh còn gmail.com. rồi tôi đăng nhập đúng password của tôi đó. Bạn thấy là tôi đã có đăng nhập rồi, tôi nhấn vào đây nha. Tôi accept nó. Rồi tôi chọn tiếp tục nè. Một số các thông tin mà nó hỏi tôi đó. Thì tôi chọn hết những thông tin ở đây các bạn. Đây ví dụ như nó hỏi mình làm nghề gì, mà đó là education ha, giáo dục nha. Nè đây. Rồi bên ngành quảng cáo, phim ha, phim. Rồi khi mà chúng ta đã có tài khoản rồi thì chúng ta cứ để đấy đi. Chúng ta sẽ vào trong cái sụt này, chúng ta sẽ nhấn vào lệnh là sign up để mà chúng ta setup để ta cài đặt nó ha. Setup rồi bạn chờ trong giây lát thì chương trình nó sẽ bung ra để cho chúng ta khai báo tiếp thông tin để tiếp tục công việc cài đặt cho nó hiệu quả, cho đúng cách và hiệu quả. Cái đây là cái điểm rất khác đối với các cái phiên bản trước đây, là các bạn phải đăng nhập một cái tài khoản là Adobe ID, còn trước đây thì không cần. Đây bạn sẽ tắt internet bằng download, bạn cài nó. Thì giờ bạn sẽ nhấn vào nước lệnh là trial. Chúng ta sẽ cài bản dùng thử nha. Khi mà ok thì chúng ta sẽ muốn quyền sau. Thì bây giờ chỗ này nó hỏi mình là sign in, nó vào nhấn đây. Đó, nó sẽ báo là tôi sẽ, nếu chưa có thì tạo đây, còn nếu có rồi mình nhập vô đây, như đây đây. Nghệ sĩ nhiếp ảnh. Bạn đừng đánh cái địa chỉ này của tôi, bởi vì bạn đánh vào sẽ không xài được nha các bạn. Mỗi người có một cái thôi. Password. Rồi. Rồi bạn nhấn accept để mà cài đặt nó. Chúng ta đợi trong giây lát, nó sẽ cài hoàn chỉnh cái phần mềm này rồi. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục các việc là update hoặc là khai báo thông tin gì đó. Chúng ta sẽ chờ trong giây lát để thấy được cái điều này. Thưa các bạn, thì sẵn trong quá trình cài đặt đó thì tôi sẽ mở rộng hơn cho quý vị về một số thông tin về bản quyền Photoshop. Thì như các bạn thấy đó, như trong trường hợp này nè. Đó, như chỗ này chúng ta sẽ vô trong một lầm lại chỗ cái máy Adobe nè ha, chúng ta coi thông tin nè. Đây là một số các thông tin mà nó báo cho chúng ta. Đây, như bạn vô trong cái mục là My Product and Service đó, thì cái
cái tài khoản này là chúng ta chưa có cái mua gì hết á, cho nên không có bill, không có ngày, không có gì hết, không bản quyền. Nhưng nếu như các bạn á mà mua bản quyền thì sẽ báo thông tin đây nè, là chúng ta biết rằng là bản quyền chúng ta là cái gì đó, thì chúng ta sẽ hiểu được vấn đề như vậy. Rồi thì các bạn sẽ biết được rằng là nếu như chúng ta bỏ tiền chúng ta mua thì một tháng như vậy, ta coi thử nè. Nếu như chúng ta sẽ biết là một tháng là chúng ta sẽ có được là một phiên bản Photoshop CC thì nó sẽ mất hơn 29 đô 99 và cộng thêm tiền thuế khoảng 31 đô, 31 đô hoặc 19 đô 99 nữa, cộng luôn cả thuế nữa là 21 đô 22. Đó là cái phiên bản Photoshop CC mà dành cho một cái license, nghĩa là một máy đó. Thì đây là cái cách cũng khá hay dành cho những các bạn mà muốn nghiên cứu Photoshop bản quyền mà không phải bỏ nhiều tiền quá cả ngàn đô. Chúng ta có thể thuê thử một tháng để chúng ta nghiên cứu, chúng ta học và chúng ta vọc nó. Hoặc là chúng ta có một dự án nào đó, chúng ta có thể thuê một tháng ta làm. Thì như vậy làm ta hoàn toàn hợp pháp. Còn trước đây ta phải bỏ cả ngàn đô nữa ta mua. Đó là cách làm tương đối là khá hiệu quả của Photoshop CC. Những phiên bản Photoshop CC này thì thấy là đánh giá là khá hay. Rồi chúng ta trở lại vấn đề coi nó cài được bao nhiêu phần trăm rồi. Thì đây là 26%, ta chịu khó chờ trong giây lát để chúng ta thấy được rằng là phiên bản ta cài như thế nào cho đúng. Ok, sau khi mà chúng ta đã cài xong thì bạn nhấn nút load để đóng phần mềm lại. Rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ chạy nó, kích hoạt Photoshop CC phiên bản gọi là trial. Rồi các bạn kích bước đầu tiên nha, nó sẽ hỏi chúng ta một số thông tin để chúng ta khai báo tiếp tục nè. Rồi tới đây các bạn sẽ nhấn vô là đây, nó báo với mình là 19 đô 99 một tháng. Bây giờ nó giảm còn lại 9 đô 99 nè. Rồi mình nhấn vô đây nha các bạn, start trial. Như vậy là bạn đã có được cái bản dùng thử trong vòng 30 ngày. Trong 90 ngày, 30 ngày. Rồi bây giờ bạn thiếu phần Adobe Bridge, như là BR đó, hoặc là Camera Raw, bạn nhấn vào đây nè. Bạn xách thử rồi nó cho bạn download về hay không nha. Với điều kiện là chúng ta phải có một cái Adobe ID thì mới cho chúng ta download về cái bản này về. Nếu không số lỗi, rồi chúng ta chờ trong giây lát nha. Xin lưu ý các bạn, nếu như chúng ta mà không có cái Adobe ID á, không có đăng ký á, thì các bạn vô đây update này lên nó lỗi ngay à. Nó sẽ không cho bạn update đâu. Bạn có thì nó cho bạn update này thoải mái nè. Nhưng mà update này chỉ sử dụng trong 30 ngày thôi, sau đó nó sẽ đòi tiền. Thì chúng ta có được 30 ngày chúng ta làm là để chúng ta thực hành hoặc là để học tập là quá quý rồi thưa các bạn. Rồi chúng ta chờ một lát để cho nó lấy phiên bản Adobe Bridge, nghĩa là có Camera Raw 8.1 về cho chúng ta. Chỉ còn tí xíu thôi là xong rồi các bạn. Bạn chờ tí nha. Chúng ta nhấn vào đây các bạn. Chỉ còn một chút xíu thôi là chúng ta sẽ xong cái phần update. Rồi sau khi nó update rồi thì bạn hãy đăng nhập vào đây, nó hỏi tiếp nè, đăng nhập vào. Rồi nó hỏi ngày sinh nhật của bạn, bạn khai vào thôi. Cứ khai bình thường. Rồi nhấn vào đây. Rồi accept. Nó sẽ cho bạn download đủ hết tất cả các software khác nhau của hãng Adobe. Nhưng mà toàn mã dùng thử hết. Nhưng mà chúng ta dùng nó để nghiên cứu thì rất là ok. Đó, sau này dù thấy cái nào hay mà thấy nào cần thiết thì chúng ta sẽ bỏ tiền ra chúng ta mua.
Rồi chúng ta đợi cho nó chuyển giao âm tin nha. Bạn thấy đây là nó cho update rồi nha. Chúng ta chọn cái bảng BR coi. Chưa thấy ha. Rồi BR nè. Nó đang update nè, bạn coi nè. Nó update cho bạn nè. Bạn chờ cho cái này khoảng 100%. Đó, thì nó sẽ xong phần BR. Còn những cái bảng khác á, nếu mà các bạn muốn dùng thử bảng nào, nhấn vô chơi rồi. Nó sẽ download về cho bạn. Tha hồ bạn dùng thử thoải mái. Còn đây là bảng BR đang update. Chúng ta chờ thôi. Đúng 100% là coi như xong. Ok, thì sau một thời gian nó đã update xong thì bạn thấy là phiên bản BR hay Adobe Bridge CC đã có trên máy tính ta. Ta mở thử ra coi nha. Đây các bạn hãy xem. Đó, chúng ta mở thử một cái hình lên nè. Đây bạn coi. Như vậy là tha hồ cho các bạn có thể sử dụng BR hay đúng hơn là camera 8.0 để làm việc với các cái firewall của các bạn. Thì vừa rồi tôi đã vừa hướng dẫn các bạn xong cái việc là cài đặt hoàn chỉnh một cái phiên bản Photoshop CC có tất cả đầy đủ tính năng là BR và camera 8. Thì bây giờ các bạn có thể dùng nó để có thể học tập trong vòng 30 ngày. Và sau đó nếu ta thấy thích, chúng ta phải bỏ tiền để mua bản quyền. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ chấm dứt cái bài này ở đây để chúng ta bắt đầu vào những bài chính của chương trình là Photoshop CC.